Thế Anh và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Từ đêm nay, miền Trung có mưa to, cảnh báo lũ lụt từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Năm 2024, xuất khẩu dừa có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Bắt giữ đoàn xe ô tô 15 chiếc chở hơn 50 tấn đường lậu tại Quảng Trị. Hàng trăm ghế đá công viên ở Vũng Tàu bị phun sơn làm giấy bẩn. Phụ nữ Hờ Mông mặc trang phục sặc sỡ đi chợ phiên. Chợ đặc sản cuối tuần ở thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách tham quan mua sắm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Mới đây, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc bất ngờ quét qua địa bàn xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và nhà cửa của người dân. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Theo thống kê sơ bộ, dông lốc đã làm 4 căn nhà bị tốc mái, sập tường, thiệt hại từ 30 đến 60%. Khoảng 20 hectare cây trồng bị gãy đổ, chủ yếu là điều, cao su và một số cây trồng khác đang trong giai đoạn thu hoạch. Rất may không có thiệt hại gì người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Phú Riềng đã chỉ đạo xã Long Tân nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ các hộ dân và thống kê thiệt hại. Lãnh đạo xã Long Tân đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ các hộ dân gia cố lại nhà cửa, khắc phục thiệt hại. Thông tin về thời tiết cần lưu tâm: do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay và những ngày tới, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ lũ lụt tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng 31 tháng 10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, đêm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo từ ngày mai 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 mét, hạ lưu từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Theo dự báo, trong 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 50.000 người từ trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực bán dẫn. Nhưng hiện tại, số nhân lực thiết kế vi mạch mới có khoảng 5.000 người. Do đó, tăng cường gấp rút đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn là bài toán được đặt ra với nhiều cơ sở giáo dục tại nước ta. Một tiết nghiên cứu tại phòng lab của Khoa học Kỹ thuật Điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Rất nhiều sinh viên đã trưởng thành từ đây, được đào tạo các chuyên ngành gần với công nghệ bán dẫn như công nghệ kỹ thuật điện, điện tử hay điện tử viễn thông, hiện đều là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, mới đây trường đã mở thêm chuyên ngành thiết kế vi mạch. Tuy vậy, theo nhà trường, chi phí đầu tư trang thiết bị, công cụ phần mềm phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch là không hề nhỏ, rất cần sự hỗ trợ. Có thể cử ra những đơn vị, xây dựng đơn vị đặc trách để làm đầu mối kết nối với các đối tác nước ngoài, là đầu mối để tập hợp các trường đại học lớn ở trong nước hoặc là những trường đại học mà quyết tâm đào tạo về cái này, để làm sao để chúng ta cùng xây dựng một cái hệ thống chung, cơ sở vật chất chung, tài nguyên chung để chúng ta có thể sử dụng chung và tiết kiệm chi phí, phát huy tối đa cái nguồn lực. Thay vì mất từ 4 đến 5 năm để đào tạo ra một lứa kỹ sư đúng chuyên ngành về bán dẫn, các trường đại học ở Việt Nam đang đào tạo những ngành gần, có định hướng để sinh viên đang theo học tại trường có thể chuyển đổi học chuyên sâu trong 1 đến 2 năm cuối. Hoặc kỹ sư đã tốt nghiệp các ngành gần có thể học bổ sung các khóa đào tạo dài tháng hoặc 1 năm. Các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế về công nghiệp bán dẫn cũng được các trường áp dụng ở nhiều bậc học. Kết hợp với các cái trường trên thế giới
sẽ đưa chương trình đấy về. Đại học FPT sẽ làm rất nhiều các cái chương trình khác nhau, từ đại học, từ cao đẳng, từ trên đại học master và các cái chương trình ngắn hạn. Sinh viên của học viện là dự kiến từ năm 2024 là có thể tham gia lựa chọn cái chuyên ngành này, và đến năm 2025 thì học viện sẽ bắt đầu cung cấp nguồn nhân lực là kỹ sư đúng chuyên ngành thiết kế vi mạch cho thị trường lao động. Bán dẫn là ngành công nghiệp rất lớn, bao gồm nhiều khâu thiết kế, chế tạo đến đóng gói. Hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn. Dự báo thời gian tới sẽ có thêm nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam. Xu hướng trong tương lai hoạt động đóng gói tại Việt Nam sẽ còn được mở rộng. Đồng thời trong hoạt động thiết kế vi mạch, hiện đang có rất nhiều công ty hàng đầu thế giới cũng đang hoạt động tại Việt Nam. Các kỹ sư Việt Nam đang cùng cung cấp các sản phẩm chất lượng trong hệ sinh thái của công nghiệp bán dẫn. Đáp số của bài toán này chính là doanh nghiệp nào sẽ đầu tư vào Việt Nam, đầu tư vào phân khúc nào trong công nghệ bán dẫn. Các cơ sở giáo dục cần nắm bắt những thông tin này để đào tạo đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, mô hình điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24 giờ đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố. Và đến nay, sau một năm triển khai, mô hình đã được nhân rộng ra tất cả các xã, thị trấn, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Ghi nhận sau đây về hiệu quả của mô hình này. Công việc bận rộn nhưng lại cần giấy tờ gấp nên chị Trần Thị Thanh Xuân đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đến nhà văn hóa thôn Quỳnh Đô để làm thủ tục trích lục hộ tịch. Trước kia nhiều khi phải là nghỉ làm để đến để làm này, hoặc là đến hết giờ rồi thì không có thể làm được, lại phải quay về mất rất là nhiều thời gian. Với cái mô hình này thì tôi thấy là rất là thuận tiện. Hiện người dân ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đều có thể đến các điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24 giờ đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để nộp hoặc được hỗ trợ nộp hồ sơ. Tại đây có niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, được trang bị máy móc, thiết bị có kết nối mạng và có thành viên tổ hỗ trợ trực 24/24 giờ, đảm bảo xử lý nhanh chóng, kịp thời. Như các trường hợp người bất đắc dĩ thì người ta phải làm buổi tối, không mất thời gian đi lại xa, và điều kiện các cụ thì cũng không đi được xe máy. Vì vậy mà chúng tôi muốn là ở gần để chúng tôi khai báo và đồng thời làm cho nó thuận tiện. Mô hình này hiện đã được nhân rộng ra 23 điểm tại 16 xã, thị trấn và tất cả đều từ nguồn xã hội hóa. Không chỉ giúp tạo thói quen nộp hồ sơ trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, mô hình còn hỗ trợ tích cực triển khai cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đồng thời góp phần giảm tải áp lực cho cán bộ, công chức xã, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, cũng như hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra. Không phải chỉ riêng thủ tục cấp xã mà còn cấp huyện, cấp sở để người ta thực hiện, giống như cái lý lịch tư pháp là người dân đến người ta hỏi, thì cái tổ 24 giờ này đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, giảm tải cho quá trình thực hiện công việc ở xã. Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24 giờ cũng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện Thanh Trì. Mức độ hài lòng của người dân được cải thiện đáng kể. Không phải là chỉ làm để với cái mục đích là đạt được cái chỉ số cao, mà đây là phải thực chất có cái hiệu quả thiết thực phục vụ cái người dân và doanh nghiệp, cho nên là tiếp tục sẽ phát huy hơn nữa cái việc mà hỗ trợ người dân. Ngoài mô hình này, nhiều giải pháp cũng đang được địa phương tích cực triển khai nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, như thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo chuẩn về trình độ, chất lượng và số lượng, triển khai dự án đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn. Những ngày này tại nhiều đìa nuôi cua ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, người dân đã bắt đầu thu hoạch cua. Người nuôi cua nơi đây cho biết trong mỗi đìa thả từ 2 đến 3 ngàn con cua giống. Sau từ 4 đến 5 tháng nuôi, cua bắt đầu cho thu hoạch, bình quân mỗi ký từ 3 đến 4 con. Giá bán hiện nay trên dưới 200.000 đồng mỗi ký đối với cua xô, còn cua gạch có giá cao hơn, từ 250 đến 300.000 đồng mỗi ký. Sau khi trừ đi 20% lượng cua hao hụt,
mỗi mùa thu hoạch, người nuôi cua đều có lãi. Theo dự báo của Hiệp hội Dừa Việt Nam, đến năm 2024, giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa dự kiến sẽ đạt 1 tỷ đô la Mỹ, thậm chí có thể cao hơn. Thống kê của Hiệp hội Dừa Việt Nam, cả nước hiện có 90 doanh nghiệp ngành dừa và liên quan đến dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ dừa. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp ngành dừa đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, dùng trồng nguyên liệu hữu cơ. Nhiều trang trại dừa hàng trăm hecta ra đời ở Tây Ninh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định, mở ra cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu trong thời gian tới. Xuất khẩu rau quả cũng được dự báo rất khả quan. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 năm nay, xuất khẩu rau quả đạt con số kỷ lục 667,5 triệu đô la Mỹ, tăng gần 44% so với tháng trước. Còn trong 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2022. Theo tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam và nhiều doanh nghiệp, trong những tháng cuối năm, nếu xuất khẩu rau quả vẫn giữ ổn định, ngành hàng này sẽ lập kỷ lục mới với kim ngạch 5,7 đến 5,8 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Bắt giữ đoàn xe ô tô 15 chiếc chở hơn 50 tấn đường lậu tại Quảng Trị. Hàng trăm ghế đá công viên ở Vũng Tàu bị phun sơn làm cháy bẩn. Phụ nữ Hờ Mông mặc trang phục sặc sỡ đi chợ phiên. Chợ đặc sản cuối tuần ở thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách tham quan mua sắm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ xe máy tông đuôi xe tải làm một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, người đàn ông điều khiển xe máy chạy trên đường tỉnh 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang đậu. Cú tông mạnh làm người đàn ông cùng xe máy văng về trước, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Nạn nhân được xác định là anh LLT, sinh năm 1991, quê ở tỉnh Bình Định, làm cơ khí và sinh sống gần hiện trường vụ tai nạn. Công an huyện Đan Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết rằng sáng nay, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh, lập chốt kiểm tra phương tiện trên quốc lộ 9, đoạn thuộc khóm 2 thị trấn Rông Clang, huyện Đan Rông, phát hiện đoàn xe ô tô 15 chiếc chở hơn 50 tấn đường lậu. Làm việc với cơ quan chức năng, các lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Đáng chú ý, một số lái xe cùng nhiều người lạ mặt bất ngờ xuất hiện tại hiện trường, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, rạng sáng 20 tháng 9, cũng trên quốc lộ 9, lực lượng chức năng lần lượt phát hiện 8 xe ô tô chở 32 tấn đường lậu. Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định. Sáng nay, lực lượng của Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã dẫn giải một chiếc tàu chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, tại vùng biển cách đông đông bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, trong quá trình kiểm tra kiểm soát, lực lượng của Hải đoàn 32 đã phát hiện tàu ND 95368 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trên tàu có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số dầu trên. Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định. Chỉ sau một đêm, hàng trăm ghế đá công viên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị phun sơn làm giấy bẩn. Ủy ban nhân dân phường 1 thành phố Vũng Tàu cho biết đã đề nghị lực lượng công an trích xuất hình ảnh camera để tìm kiếm đối tượng gây ra vụ việc này, đồng thời tổ chức lau rửa những chiếc ghế đã bị giấy bẩn. Mới đây, hàng loạt ghế đá tại một số công viên trên địa bàn phường 1 thành phố Vũng Tàu, nơi tập trung khá đông người dân thư giãn, tập thể dục đã bị phun sơn nhằm giới thiệu cho một trang web cờ bạc trực tuyến. Nhiều người dân đã phản ánh vụ việc với cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã huy động nhiều lực lượng để lau dọn và được nhiều người dân chung tay hỗ trợ. Theo thống kê, có gần 300 ghế đá các loại bị sơn giấy bẩn.
Sáng nay tại không gian khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình đồng diễn áo dài Phụ nữ thủ đô hội nhập phát triển năm 2023. Chương trình đồng diễn áo dài năm 2023 với chủ đề Duyên dáng áo dài Hà Nội có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu. Điểm nhấn của chương trình là các đại biểu có màn cổ động chào mừng bằng các động tác dân vũ trên nền ca khúc Xin chào Việt Nam để bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước. Qua đó gửi gắm lời chào đón bạn bè, du khách quốc tế đến với Việt Nam, đến với thủ đô Hà Nội thân thiện và mến khách. Cùng với tà áo dài truyền thống thì bà con đồng bào các dân tộc của nước ta cũng có những trang phục mang nét đẹp đặc trưng riêng có. Nhưng trang phục của người phụ nữ Hờ Mông đa dạng về màu sắc đẹp và cũng lạ mắt. Và vào sáng Chủ nhật hàng tuần, chợ phiên ở thị trấn Đồng Văng, tỉnh Hà Giang tấp nập phụ nữ người Hờ Mông đến đây trao đổi, mua bán hàng hóa. Màu sắc sặc sỡ từ những trang phục của người phụ nữ Hờ Mông đã tạo nên nét riêng cho chợ phiên vùng cao. Chợ phiên ở thị trấn Đồng Văng chỉ họp chợ một lần duy nhất vào sáng Chủ nhật mỗi tuần. Người Hờ Mông, Giao, Lô Lô tranh thủ đến đây buôn bán, tạo nên không khí náo nhiệt như ngày hội. Phần đông tiểu thương ở đây là phụ nữ Hờ Mông. Họ kinh doanh quần áo đủ sắc màu sặc sỡ. Đây cũng là các sạp hàng thu hút nhiều khách hơn cả. Trong các dân tộc sinh sống tại Hà Giang, người Hờ Mông rất dễ được nhận biết bởi các trang phục sặc sỡ hoa văn, họa tiết. Ngày nay trang phục của người Hờ Mông còn được làm ra để bán cho du khách. Nhờ đó, mặt hàng này đã trở thành hàng hóa và được nhiều hộ gia đình tăng cường sản xuất. Mỗi chiếc áo váy có giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài quần áo, sợi lanh, đồ thêu, vải dốc thì chợ phiên còn có những mặt hàng nông sản. Từ lâu, chợ phiên ở thị trấn Đồng Văng đã trở thành nét văn hóa đặc sắc ở Hà Giang. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối tuần người dân đến công viên Lê Thị Riêng, quận 10 để tham quan mua sắm đặc sản vùng miền từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng như các sản phẩm ô cốp. Theo đó, tại đây bày bán nhiều đặc sản vùng miền như bánh tráng Tây Ninh, hạt điều Bình Phước, gà ri thảo mộc ủ muối Quảng Bình, cà phê Đắk Lắk, thảo dược Tây Bắc. Nhiều đơn vị cũng đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 20 đến 30% để kích cầu mua sắm. Đây là sự kiện tuần lễ sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng các vùng miền năm 2023 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của 439 doanh nghiệp từ các tỉnh thành với gần 1.200 sản phẩm. Sự kiện cũng là cơ hội để sản phẩm ô cốp đến gần hơn với các kênh xúc tiến thương mại tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Sóc Trăng là một vùng đất giao thoa văn hóa của ba dân tộc Kinh, Qua, Khmer, có ẩm thực đa dạng, những làng nghề đặc sản nổi tiếng, trong đó bánh bía Dũng Thơm là đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước. Dũng Thơm là tên gọi xưa của dải đất dòng cát từ ngã ba An Trạch, bao trọn hai xã Phú Tâm, Phú Tân của huyện Châu Thành, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng hơn 10 km. Có nhiều địa phương miền Tây Nam Bộ sản xuất bánh bía, nhưng bánh bía Dũng Thơm được người trong nghề xem như cái nôi bởi xuất hiện ở vùng đất này từ rất sớm. Theo chân cộng đồng người Qua di cư sang Việt Nam, người làm bánh bía phát triển dần thành làng nghề truyền thống. Dũng Thơm ngày nay tuy không còn là tên gọi của đơn vị hành chính, nhưng danh tiếng bánh bía Dũng Thơm vẫn còn được nhiều người biết đến. Người ở xa còn gọi chung là bánh bía Sóc Trăng. Trong tiếng Qua, bía có nghĩa là bánh. Theo thời gian, bía trở thành tên gọi riêng để cư dân bản địa phân biệt bánh bía với những loại bánh khác. Trước đây, bánh bía sản xuất theo mùa vụ, nhưng ngày nay thì sản xuất quanh năm. Đặc sản bánh bía Dũng Thơm ngày càng phát triển, khẳng định được chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước, là một trong những sản phẩm ô cốp đặc trưng của Sóc Trăng và đang được thương mại hóa để xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới. Đúng là bánh bía này đó thì chỉ có hồi xưa nó kêu là đậu mỡ đó. Tức là nó chỉ có đậu với mứt mỡ thôi. Thì cái sau này cái khoảng năm 70 thì nó có sầu riêng, mới bắt đầu bỏ sầu riêng vô. Đó, chỉ có vậy thôi. Là bánh nó kể như lai đó, chứ còn đúng ra của người Tiều thì người Tàu đó là chỉ có mứt mỡ hoặc là nhân mứt không.
là hai lò bánh là bánh biển. Sau này mới bắt đầu chế ra sầu riêng. Rồi có nhiều người ta thêm một dịch vô. Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có hơn 50 lò bánh bía lớn nhỏ, tổng sản lượng bánh hàng năm lên đến hơn 40.000 tấn và tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động nông thôn. Người làm bánh bía hôm nay có nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó đưa sầu riêng vào trong nhân bánh là sự kết hợp độc đáo tạo nên hương vị mới lạ bên cạnh hương vị truyền thống. Ngoài ra, các nguyên liệu khác dùng làm nhân bánh có sẵn ở địa phương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như đậu đỏ, khoai môn, hạt sen, khóm, củ cải. Đến khóm cũng được người làm bánh phối trộn theo tỷ lệ nhất định, càng làm thêm sự đa dạng hương vị cho thương hiệu bánh bía Dũng Thơm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.